Em thấy là bây giờ ví dụ cả cơ quan nhà nước ấy, họ cũng có những phòng pháp chế. Đúng rồi. Cơ quan nhà nước thì bây giờ bắt buộc phải có cơ quan pháp chế. Ít nhất là nếu mà từ vụ hoặc là từ cục thì bắt buộc là phải có phòng là cục pháp chế, vụ pháp chế. Đấy là đối với bộ. Còn với các cái... Có cái bệnh viện nó có pháp chế. Đúng rồi, đúng rồi. Bạn chị đang làm trưởng phòng pháp chế của Bệnh viện Hồng Ngọc mà. Thế là rõ ràng là sau này em tin là thậm chí là đừng có đùa Ủy ban Nhân dân này. Có hết, trời ơi, bây giờ nó đang không rõ chức năng thôi, nhưng mà nó đang có một cái bộ phận về tham mưu, phải làm công tác phòng tham mưu pháp chế. Công an bây giờ cũng có phòng pháp chế riêng. Chứ còn không thì tại vì hồi chị học ấy là nó đã có định hình về cái tư duy là pháp chế xã hội chủ nghĩa rồi. Nhưng mà mọi người hiểu đơn thuần pháp chế là tuân thủ. Thế nên là chị trả lời cái chị đi thi luật sư và mà cái câu hỏi của chị là pháp chế là gì, chị trả lời là pháp chế là tuân thủ. Thầy cho 10 điểm luôn. Thầy cho 10 điểm luôn của cái học cái gì nhỉ? Cái môn đạo đức hành nghề luật sư. Đấy, thầy cho 10 điểm luôn, thầy bảo là ôi chuẩn quá. Chỉ cần nói được như thế thôi là được rồi. Nhưng mà thật sự là đến lúc đấy chị học năm 2012 mà nó manh nha pháp chế, nó cũng không có một cái gì là rõ ràng cả. Thì đến bây giờ chị nghĩ là cái quan niệm pháp chế là tuân thủ là cũng sai rồi.